Rồi cống đã mở nha các bạn. Đó, bây giờ thì mấy anh em đã khởi động máy chuẩn bị. Ở đây thì có mấy anh giao thông lại hỗ trợ tiếp luôn. Có cái vỏ lãi này nãy giờ mấy anh này nãy giờ quá trời gấp rút luôn nè. Có công chuyện gì á mấy anh gấp dữ lắm gấp. Mà do cống trục chặt hư mấy anh đứng ngồi không yên luôn. Kìa, tranh thủ ra trước kìa. Bấm. Kìa. Gấp quá gấp rồi. Rồi ra các bạn. Hải hồn trong cầu bữa nay nó đông một cái khủng khiếp luôn. Rồi tiếp tục ra các bạn. Con nhiều rồi, chiến dịch con tắt rồi, rồi một thước rồi các bạn. Rồi anh này ảnh là máy bị sự cố rồi, đây không chạy rồi, đây không lên luôn, rồi bơi luôn, chết mẹ rồi, bơi ngay cống luôn rồi. Rồi anh em bắt đầu túa ra các bạn. Mà trời cũng gần tối rồi các bạn ơi, nên trời đã nổi rồi cũng quá lâu rồi, giờ ráng tranh thủ. Ôi ôi chiếc kìa, kìa đúng rồi, thấy không trời. Khuấy động luôn. Hiện tại cũng đang quá xôn xao các bạn. Đang xôn xao chuẩn bị để giao ấu. Quá đông rồi, quá lâu rồi. Xe
đông mà nãy dọn cái là chích lưng luôn á. Rồi ngon lắm, dày bên trong cái dây. Ở bên này có tư thế chuẩn bị để vào hầu hầu lại nhá bạn. Đó các bạn. Để tàu biển ra bầu. Rồi các bạn, bên đây ga xiệp bắt đầu xuất phát trở vô lại nha. Đây ba cái ga xiệp một lượt luôn kìa. Thấy không? Trời ơi. Ê, trời. Ghê gì? Rồi bắt đầu ghe xiệp cuối vô bạn. Ôi, vô lại kìa. Vô kìa. Wow. À, ghê không? Nó lại 180 độ luôn. Chào vô hết. Tàu biển ghe bầu đang kẻ nhau vô luôn. Trời ơi, con này căng hàng ba vô luôn các bạn. Rồi sao đây, sao đây? Căng hàng ba luôn. Kẻ nhau luôn rồi. Ok rồi. Trời ơi. Thì thôi, đúng rồi, phải có người đi trước thì sao mà được. Kẻ nhau luôn, cả ba cái luôn. Ơi sao đúc đích tới nữa luôn. Rồi gì nó cũng luôn ra hết à. Im. Rồi còn ra bầu đó sao. Rồi ơi, các bạn nghe cái hơi của ông tàu biển chưa? Rồi đây em ra bầu đó sao nè. Quá đẹp rồi. Đang từ từ vô cống nha các bạn.
vô luôn, bây giờ quá đông đó các bạn. Rồi thủ dây thôi. Quá tiếc cho hai ghe sau này rồi. Để coi hai ghe sau này còn hai ghe mà vô không lọt, quá ủi. Rồi ra bầu quá trời nhiều luôn chứ, chiếc xà lan là vô hết nha các bạn. Chuyến sau rồi quá ủng cho cặp ghe này rồi, cặp ghe này vậy mà vô không lọt trời. Tháo vậy bụt bụt. Đúng rồi, vô luôn đi. Wow, anh giao thông chạy lại rồi. Cứ sao này anh giao thông chạy lại rồi. Chắc không chạy vô rồi. Quá. Ồ, còn rỗng mà, vô lọt tốt. Đúng rồi, này vô lọt tốt luôn các bạn. Còn rỗng lắm. Vậy là cặp cái bầu nó vô được. Rồi, cặp cái bầu nó vô được rồi. Im kẹ nhau luôn, quá mừng rồi. Trời ơi, cái ghe là làm như là cái ghe bên đây bị hư, ghe này bị hư rồi cho nên vòng vô luôn. Bị hư các bạn ơi, chỉ là ghe bị hư cặp rồi, vòng rồi. Đang dòng vô. Nó dòng luôn nha, bó tay luôn không? Trời hư giữa đường rồi. Hư lúc qua cống mới chịu. Vô luôn. Come on.
Rối được rồi, nó chạy lăn xăng luôn. Thôi bố. Rồi kết cục thì ghe này cũng vô được nha các bạn. Ôi sao còn ghe cũng vô được nó luôn. Rồi về xà lan là cù lại hết luôn, chỉ được ghe bầu vô thôi. Đang buộc dây. Quá nhiệt tình buộc luôn. Rồi xong các bạn. Rồi ghe này vô được luôn các bạn. Rồi quá ngon rồi. Thì nói chung quay xà lan cù lại hết, chỉ được ghe bầu vô hết á. Đây đây. Rồi ngon lành các bạn. Quê ghe chở chè chút. Rồi tiếp tục thì các bạn xem, hiện tại một số xà lan bây giờ đang cù lại hết chân ở ngoài này luôn nha các bạn. Bây giờ mới vô được cái tớp này thì chỉ được ra bầu vô thôi. Còn nguyên một cái tớp xà lan cù lại hết luôn rồi nè. Bây giờ thì đang neo lại hết chân luôn nha. Dữ lắm, còn xà lan khá đông luôn nè. Xà lan này cũng mới lại cũng neo luôn. Quá đông luôn. Vô đây thì nãy giờ chỉ là được một tớp ghe bầu vô thôi. Vô cái là đầy âu luôn đó các bạn. Đây thì đã dần âu hết rồi. Biết được ghe bầu vô không? Ghe này thì ghe chút. Sẵn dịp này chị bán xào. Bán xào quá trời luôn. Sẵn vô âu chị bán quá trời luôn nè. Vô âu. Trời rút ra bán nữa các bạn. Vô kèo rồi. Kìa, thối tiền luôn kìa. Đó. Sẵn vô âu bán xào được luôn các bạn. Kìa, thổi bên kia mua không kìa. Đó bạn vô kèo luôn rồi, vô đây bán được luôn, quá rồi. Thảy qua luôn. Rồi thảy rồi. Wow, quá hay dính luôn. Trời ơi, cái ông giữ cống mà ông cũng mua nữa kìa. Ông mua cây để ông chống kìa. Bó tay luôn. Chị mình vô cống ngay dịp bán cây được luôn. Anh này cũng mua cây nữa nè, còn mấy chát hồi nãy các bạn thấy không? Bên đây cũng đó, thêm một cây bự luôn kìa. Đó, mua cây bự luôn. Rồi thêm một cây nhỏ hồi nãy mới vụt qua nữa. Quá đã luôn. Bây giờ trong thời gian chờ đợi
chị em tâm sự mỏng các bạn à, mình trao đổi tâm sự với nhau thôi trong chờ đợi hoa hồng các bạn. À, ngồi ngồi nói chuyện khí thế luôn nè. Trong thời gian chờ đợi qua wow, thôi đi tâm sự mỏng chơi quá đông luôn các bạn. Đó, giờ cả làng này cũng mới tập lên đó này. Xe lan bên đây thì đang cặp lại nha các bạn. Ở bên đây thì cũng đang chờ Âu bên đây mở rồi mới được qua. Đấm đọc hai bên nghẹt hết trơn luôn.